Vâng, chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm tủ bảng điện trung thế và các vật tư thiết bị cho lưới điện trung thế từ điện áp 7,2 kV đến 40,5 kV. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị các bạn một sản phẩm cho lưới điện trung thế là loại đầu cáp ngầm trung thế cho cáp ngầm 35 kV. Đầu cáp T-Plug của hãng 3M. Đấy. 3M. Đầu cáp T-Plug 36 kV. Dùng cho cáp 3x95 mm². Sản phẩm đầu cáp 3M này thì đóng gói ở Việt Nam. Đóng gói chứ không phải sản xuất. Sản xuất thì nó sẽ sản xuất ở trên tất cả các cái một số cái nhà máy của 3M trên thế giới. Còn nó sẽ nhập về Việt Nam và công ty 3M Việt Nam sẽ đóng gói và xuất ra cho các đại lý. Thì đầu cáp T-Plug này thì cái bản chất của nó, cái phần bộ phận quan trọng nhất của nó chính là ba cái thân body này, phần chính của nó, ba cái thân body của nó. Tiếp đến là đầu cốt. Đầu cốt 95 mm. Cái này dùng cho cáp đồng, sạc cáp nhôm hoặc là cáp đồng, dùng đầu cốt đồng, đầu cốt nhôm hoặc là đầu cốt đồng nhôm nữa thì nó sẽ là loại nó chất liệu sẽ khác một chút. Đấy. Ba cái thân body này. Đấy. Hơi tối nên có nhìn một chút. Đấy, đầu cốt và thân body 3M. Đây là nhìn 3M 36 kV 630 đấy. Đầu cốt sau đó đến cái ống chất điện này. Cách điện thì đi theo đầu cáp của mình thì sẽ có một cái quyển tài liệu hướng dẫn lắp đặt này, lắp đặt đầu cáp. Thế cho nên nó ghi một số cái phụ kiện đi theo, cái thân của nó là cái đầu cáp. Cái này đây đầu cốt của mình đây. Đó. Ống cách điện đây. Ngoài ra vì cái này nó là cắp 3 pha nên nó sẽ có một cái bộ chia pha đây. Đây là bộ chia pha. Bộ chia pha cho cắp 95 mm², nhưng mà vì cắp 36 35 kV ấy, rồi nó khá là to. Bộ chia pha hay gọi là chạc 3 hay là quần đùi đấy chẳng hạn. Tiếp đến là cái đi theo cái bộ chia pha nó sẽ có kèm theo những cái xăm lưới này. Đấy. Cái nó để một cuộn như này, khi mình người thi công, người ta nó sẽ thợ thi công họ sẽ cắt ra chia đều cho 3 pha. Đây là cái quả sứ cách điện để bịt cái phần phía sau của cái đầu T-Plug này. Đấy, sau khi ta làm cái đầu T-Plug ta cắm vào trong cái tủ, xong cái sứ plug in của cái tủ là mu ấy, thì nó sẽ được bịt lại vào cái đầu, ba cái sứ đấy. Cái này.
nhé, sau khi đồ cáp vào ra đây nó được ép cốt đây và được luồn qua cái ống cách điện này rồi. Đấy, thì ta sẽ cho lên trên cái đầu ti của mình này. Đây nó sẽ như này. Đấy, đầu cốt mình nó sẽ phi vào đây. Đấy, giờ sau đó nó sẽ bắt vào cái đầu sứ plug in trên cái tổ RMU đây. Đấy, nó xuyên qua, nó bắt siết lại ốc lại và sau cuối cùng nó sẽ dùng cái sứ sứ bịt đằng sau này. Đấy. Sứ bịt này. Để nó bịt lại ở phía sau. Bịt ở phía sau này. Đấy. Để tránh phóng điện thôi. Thì cái phần này là cái phần bu lông, cái bu lông này được cấp theo này. Sẽ có cấp theo một cái bu lông nữa. Phần này nó sẽ có một cái bu lông đây để mà bắt vào cái sứ plug in và nó sẽ bắt cái đầu cốt vào. Ngoài ra còn có một số cái phụ kiện khác nữa. Đây ba cái sứ và ba cái bu lông đây, bu lông gen đây, bu lông đai ốc đây. Đây có một cái phụ kiện để mà siết cái ốc này để mà siết vào cái đầu ti của mình nha, cái đầu cốt này của mình nha, vào cái sứ plug in. Tuy nhiên là cái phụ kiện này thì ít người sử dụng vì thường là các thợ thi công đồ cáp là họ có cái đồ nghề của họ chuyên dụng hơn và nó dễ làm hơn. Thì sau khi mình bịt cái sứ này vào trong cái phần cuối của đầu cái đầu ti đấy, thì nó sẽ dùng cái lắp trục này nó che lại. Ngoài ra một số các cái vật tư phụ khác để trong quá trình thi công, băng keo đỏ vàng xanh này này để mà đánh dấu chia phe này. Băng keo đỏ vàng xanh đấy, lò xo vòng ép hay đai cốt này, có ba cái nhỏ cho ba phe và một cái lớn này cho cái cổ chia phe cho nó ôm cả ba phe này. Ra các cái túi mỡ này, túi mỡ bôi trơn trong quá trình rút cái đầu ti của mình vào cái ống cách điện này và trong cáp này. Đây là túi mỡ này, mỡ bôi trơn. Và ra cái băng matit này để làm kín kín đầu cốt ở cáp. Và một số cuộn băng keo giấy giáp và băng keo PVC đã thế hết. Này. Đây là cái sợi tiếp địa, đây là cái tiếp địa cho phần đầu cáp, tiếp địa cho cáp, tiếp địa cho cáp. Tiếp địa này sẽ được nối xuống tiếp địa của tủ, của hệ thống tủ điện của mình. Đây là ba cái cuộn giấy cồn này để lau cát trong quá trình thi công. Cơ bản này trên đây chính là những cái là chọn bộ của một cái bộ đầu cáp T-Black 36kV cho cáp 3x95mm của hãng 3M. Sản phẩm được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy vui lòng like và nhấn chuông thông báo để mà nhận các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo.